Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 về đầu tư công, tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung chỉ đạo với các giải pháp khẩn trương, quyết liệt nhằm củng cố và phát huy động lực từ đầu tư. Năm 2024 là thời điểm các công trình trọng điểm của tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm triển khai thi công. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được đồng loạt khởi công giữa năm 2023. Hiện nay gói thầu nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gửi đang được các nhà thầu huy động thiết bị nhân lực thi công. Đây là hai hạng mục thuộc gói thầu XL2 và XL4. Gói thầu XL3 đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn đã lựa chọn xong các nhà thầu xây lắp, đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai trên thực địa. Gói thầu cuối cùng là XL1 cũng vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Trong khi đó, phần giải phóng mặt bằng ở các gói thầu đến nay khá tốt. Gói thầu đã được giải phóng lớn nhất đạt trên 90,6%, thấp nhất cũng trên 77%. Các vướng mắc còn lại đang được tiếp tục xử lý. Đến nay, các đơn vị thi công cũng đã đang thực hiện một số việc và cùng với chính quyền địa phương tiếp cận để tiếp nhận mặt bằng. Và đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để tiếp nhận, để sau khi có mặt bằng, các đơn vị sẽ tập trung nhân lực, vật lực và cũng như là phân chia các công việc thực hiện được để đẩy nhanh tiến độ, để cho đồng bộ với toàn bộ tiến độ dự án. Cùng với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh đã bố trí đủ vốn và đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng quốc lộ 13, đường DT746. Trong quý 1 2024, chúng tôi sẽ tập trung tối đa để mà sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó thì hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện di dời lưới điện. Hiện nay cái thủ tục di dời lưới điện chúng tôi đã phê duyệt dự toán và thiết kế và đang trình cho tỉnh để mà phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi tỉnh phê duyệt thì chúng tôi sẽ khẩn trương ký kết hợp đồng thi công để sớm di dời lưới điện. Công trình như đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư và nguồn vốn để thực hiện. Đường tạo lực Bắc Tân Nguyên Phú Giáo Bào Bàng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành trong năm 2024. Khó khăn về giải phóng mặt bằng cũng như khó khăn về cái di dời công trình hạ tầng thì Sở Thông Tải cũng như các ngành và địa phương có liên quan sẽ tháo gỡ từng cái khó khăn. Năm 2024 là thời điểm các công trình trọng điểm của tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm triển khai thi công. Năm nay, tỉnh Bình Dương được giao 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn 200 tỷ đồng so với năm 2023. Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành chỉ thị về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đại diện các chủ đầu tư ký cam kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.